Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một chuồng bò đực nha các bạn. Trong đó có đực vàng nè, đực vàng xin, đực sữa rồi nha các bạn. Trước mặt bạn là cũng có đực xin nha các bạn. Con này cũng lai giống như lai rác ban nha các bạn. Bò này thì cặp này thì con này cũng tầm cỡ 1,4 bò hết nha các bạn. Giò cẳng xương sóc đồ lớn. Cái bây giờ là mình sẽ báo chiều cao cho con bò với lại đòn dốc đó nha các bạn. Còn cái báo giá thì chúng mình sẽ comment số điện thoại của chủ lên. Còn các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với chủ nha các bạn. Đây, con này gặp con này thì cũng yếu 1,4 chút xíu nha các bạn. Bò này thì cũng tầm 1,3 bò hết rồi. Đòn dốc có hết nha các bạn. Đòn dốc xương sóc đồ có hết. Cặp này cũng vậy nha các bạn, cặp nhỏ ra đòn dốc xương sóc có hết, đầu to. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ nha các bạn. Bò này là con nào cũng nằm chu khung là vỗ béo hết nha các bạn. Đây, chủ bán nguyên một chuồng luôn nè. Các bạn nào muốn mua loại nào thì cứ lựa, và cặp nào thì cứ lựa nha các bạn. Và điện trực tiếp chủ nha các bạn. Con nào cũng có đòn, có tàn các bạn, vô khung vô béo hết rồi nha các bạn. Đây thêm cặp nữa là hai cặp nha các bạn. Bên đây hai cặp vàng nữa là các bạn. Con nào cũng 1,3 bò nha các bạn. 1,3 yếu 1,3 này các bạn, có nhiều loại để mình lựa chọn nha. Đó. Các bạn nào ở gần có thể đi trực tiếp đến trại bò luôn nha các bạn. Trại bò này thì nằm ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi nha các bạn. Mọi các bạn có muốn liên hệ thì cứ điện thoại trực tiếp vô số điện thoại mình, chúc mình comment lên nha các bạn. Bốn cặp vàng, bốn cặp bò xin nha, bốn con xin vàng nha các bạn. Còn lại là bò sữa nè các bạn. Các bạn nào có nhu cầu muốn vô bé bò sữa thì cũng liên hệ với ảnh luôn nha các bạn. Bò này thì rất là dễ ăn, rất là phàm ăn các bạn. Bằng bả đậu lành nha các bạn. Thêm bốn con đực sữa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vô cận cảnh trại này lại một lần nữa cho các bạn xem nha các bạn. Các bạn nào muốn lựa chọn cặp nào hay con nào hay sao thì cứ liên hệ trực tiếp với ảnh nha các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký, nhấn chuông để nhận những thông báo video mới nhất của mình, để mình có thêm động lực làm nhiều video mới tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.